Mình lưỡi đã sáu bỏ từ dạp về thì chọn từ dạp tết bạn đúng không? Của ai không vậy chứ? Cô chặt bạch chọn từ dạp đảng ca nhông minh vinh là lôi mình có ba mà mới trăm rồi nên chỉ có hiệu mà mới được trăm rồi áo nó trao cái gì ai? Cái gì ai nhỉ? Đây mình chọn xe slide rồi không? tập long này nè, tập long bạn đâu vậy? Sorry, tập long bạn đâu? Rin pin đắp chín năm mình thấy thoải mái, long bạn đâu? Tập nhiều sao làm con bọt? Thank you.
Okay.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.